rồi test đô san 2.6 cho anh em coi luôn nha. Tôi Thái Nam xin kính chào bà con, chào tất cả anh em đã yêu mến các dòng xe cơ giới. Tôi Thái Nam xin chuyên giới thiệu về tất cả các dòng xe cơ giới lưu cuốc mũi ban năm vân vân dài vân vân. Thì những anh em bà con nào yêu mến dòng xe cơ giới thì hãy vào kênh Hải Đăng để tham khảo tất cả mọi khi mà Hải Đăng sẽ giới thiệu các dòng xe lên nha. Hãy cho Hải Đăng một đăng ký kênh và một like để có thể chia sẻ rộng rãi video ra mỗi khi Hải Đăng giới thiệu dòng xe cơ giới. Thì kênh Hải Đăng chuyên giới thiệu về các dòng xe cuốc, xe ủi, xe lưu, xe đã nhập trực tiếp từ nước ngoài về Việt Nam sử dụng và xe Việt Nam đã sử dụng. Nói chung là xe nhập và xe Việt Nam đã sử dụng đều có hết, tất cả xe mới xe cũ đã có hết. Xe cuốc thì có xe cuốc nhập từ Đài Loan và xe cuốc nhập từ Nhật, từ Hàn Quốc, vân vân, tất cả các nước, và xe ủi cũng thế. Xe ủi cũng có thể là Việt Nam sử dụng và xe nhập về Việt Nam chưa sử dụng. Lưu cũng thế, lưu cũng có là xe Việt Nam chưa sử dụng và xe Việt Nam sử dụng rồi, tất cả vân vân, tất cả các thể loại xe, tất về dòng xe cơ giới Hải Đăng đều giới thiệu hết. Bà con anh em nào yêu mến và đang cần tìm các dòng xe cơ giới thì hãy vào kênh đây để tham khảo tất cả các dòng xe, từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến bé. Thì mời bà con anh em vào đây cứ tham khảo, và khi đi ra nhớ đừng quên, hãy nhớ cho Hải Đăng một đăng ký kênh nha, ủng hộ kênh Hải Đăng, và một like, một share gì đó, nói chung là ủng hộ cho kênh Hải Đăng ngày một phát triển và sẽ luôn luôn lúc nào giới thiệu đến các dòng xe cho bà con và anh em tham khảo nha. Bây giờ mời bà con và anh em đi vào chi tiết cái video của cái con xe ngày hôm nay. Rồi xin mời á. Ôi, Đô San 55. Tuy dán mạc là 60 nhưng mà con này là 55 nha. Đời 2.6 nha. Đô San được 2.6. To là xe cổ đáo 2.6 thì đẹp chứng nha. Con này là máy lạnh rồi nha. Máy lạnh rồi chứ không phải như mấy con kia ha. Nói chung là xe thì đẹp chứ máy lạnh thì có con thì máy lạnh rồi, có con thì máy lạnh in đó nha. Bánh phon xích bên phải, cà lê đâu quá đẹp không. Bánh răng bên phải rồi nha. Thank you.
cabin khối vàng luôn, ghế nè, bọc mới nè, không mới lạnh rồi nha nè. Cabin sắc sảo lắm, đồ ra cũng liền lạc lắm. Con cóc búa độc là vẫn còn nguyên origin của nó luôn nè. Tùy nồng tùy bóng bóng rồi. Dạo còn đẹp lắm nè, đường búa cũng có sẵn luôn nè. Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào, xin chào. Rồi, nãy giờ thì mình cũng chi tiết tất cả các thứ bơm máy rồi này nọ cái bên cho anh em coi rồi. Thì bây giờ mình sẽ test cái con đô san này cho anh em coi luôn ha. Tất cả mọi thứ rồi chi tiết rồi, giờ lại test cho anh em coi nó là ok ha. Cho anh em coi luôn nha.